Vâng, chắc cũng rất lâu rồi các bạn mới lại nghe âm thanh của một cây BL-71 với một khuôn hình và một kiểu dáng hết sức đồ sộ. Vâng, tôi nghĩ rằng trong đàn upright thì BL-71 là to nhất. Vâng, tôi chưa thấy một cái đàn nào to hơn BL-71. Đấy. Chính vì cái hình khối như thế này nên các bạn nghe âm thanh của BL-71 nó rất là gần gũi và rất tiệm cận với đàn grand. Vâng, chúng ta thấy đàn grand thì âm thanh nó sẽ sâu dày, thì ở cây đàn này giờ tôi thử lại âm trầm để các bạn thấy hình dung. Wow. Đấy. Một cái âm trầm của nó rất là dày, rất có màu sắc của đàn grand. Vâng, tôi nghĩ rằng là nếu ai đó có một cái không gian gia đình phòng rộng một chút, chưa đủ để chúng ta dùng grand, nhưng lại những cái đàn upright bình thường nó không không đáp ứng được, thì hãy sử dụng BL-71. Và với âm thanh của cây đàn này rất là tuyệt vời. Và giá của nó cũng rất vừa phải và chỉ tương đương một cây đàn U3H mà thôi của Yamaha, phải không ạ? Bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để chúng ta cùng xem. Vâng, rất chắc chắn, rất kiên cố, phím rất là đầm tay. Vâng, nếu hoặc là tôi muốn nói thêm một chút, nếu ai đó đã chơi đàn khá lâu năm rồi và muốn có một cây đàn mà phím nó đầm tay một chút, thì đây cũng là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn.